Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở một video trước thì chúng mình đã có một cái nội dung chia sẻ về những cái setting flycam dành cho những người mới. Và hôm nay thì chúng ta hãy tiếp tục xem về cách thực hiện thao tác để làm một số cú máy đơn giản trên flycam nhé. Mình chắc chắn rằng là bạn chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để luyện tập thôi là bạn có thể thực hiện những cái cú máy này một cách rất là mượt mà và thu về được những cái shot quay cực kỳ đẹp và giống hệt như trên phim. Nhất là khi chúng ta có dịp băng máy đi và quay ở trong những cái chuyến đi du lịch. Những cái cú máy mà mình chuẩn bị chia sẻ đây đều có thể thực hiện được bởi các sản phẩm flycam của nhà DJI. Nên là bạn hãy cùng tham khảo và thử ngay trên chiếc flycam của mình nhé. Ở đây thì chúng mình sẽ sử dụng chiếc DJI Mavic 3 Pro để thực hiện những cái cú máy này. Trước khi bay thì chúng ta sẽ cần lưu ý một số điều sau. Pin thì chúng ta nên sạc trước ở nhà, cả pin của flycam lẫn pin của tay cầm điều khiển. Lời khuyên của mình là nếu bạn có điều kiện thì nên mua phiên bản combo của các sản phẩm flycam để chúng ta có thêm một vài cục pin rời cùng đốc sạc, sẽ tiện hơn trong những lúc đi xa và cần bay nhiều. Kiểm tra thêm là đã lắp thẻ nhớ vào trong máy hay chưa. Chúng ta có thể mang theo một vài cái thẻ nhớ để backup, lỡ có sự cố gì thì còn có thể xử lý được. Và bạn hãy nhìn trước ngó sau và nhớ sơ qua về cái địa hình xung quanh của chúng ta để tránh bay vào những cái khu vực có nhiều vật cản có thể gây ra hỏng hóc không đáng có cho máy. Cú máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với người mới bay flycam được gọi là top shot. Bạn có thể tự quay rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần xoay bánh răng ở ngón trỏ bên trái để camera hướng xuống dưới, rồi để cần bên trái thẳng lên để máy bay lên là được. Mình thấy không có nhiều người hay sử dụng cú máy này lắm, nên nếu bạn muốn có một cảnh giới thiệu môi trường xung quanh thì top shot sẽ rất độc đáo. Để sáng tạo hơn thì chúng ta có thể xoay nhẹ cần gạt thì máy sẽ vừa bay lên và vừa xoay tròn. Đây là một cú máy kinh điển, có lẽ bạn cũng đã thấy rồi. Đó là bay và thiêu gimbal. Đi xem phim thì mình cũng thấy người ta áp dụng cú máy này rất là nhiều trong những cái đoạn intro hoặc là đoạn chiến cảnh. Để thực hiện, bạn hãy đẩy cần bên phải lên để flycam của chúng ta bay tới, rồi kết hợp xoay bánh răng ở bên trái để điều chỉnh thiêu gimbal lên. Bạn hãy lưu ý là chúng ta nên để thông số thiêu gimbal xuống thấp để khi điều khiển camera sẽ thiêu lên từ từ, cảnh sẽ mượt hơn. Và chúng ta sẽ có một cú máy siêu mượt mà và đẹp như trong phim. Đây cũng là một cái cú máy mà mình thích nhất. Chúng ta có thể áp dụng cú máy này theo hướng khác. Cụ thể là đẩy cầm bên trái lên để con drone bay lên và thiêu gimbal xuống. Cảnh phim thu về vừa có thể giới thiệu chủ thể cùng môi trường xung quanh cũng sẽ rất là đẹp. Bạn cũng có thể dùng chiếc flycam của mình để thực hiện cú máy orbit trứ danh. Nếu bạn chưa biết thì đây là cú máy bay ôm tròn quanh chủ thể. Nhưng mà không nhất thiết phải bay theo một hình tròn đâu. Chúng ta chỉ cần xoay máy để bay hơi ôm vào chủ thể là ok rồi. Cách làm là bạn hãy bay drone tới một chiều cao như mong muốn, căn sao cho chủ thể ở giữa khung hình. Sau đó hãy đẩy hai cần gạt sang hai hướng ngược nhau. Nếu bay sang trái thì bạn hãy xoay máy sang bên phải và ngược lại. Và bạn cũng lưu ý điều chỉnh cho máy bay và xoay thật chậm để chúng ta thu về được những thước phim mượt mà nhất có thể. Nếu bạn chưa biết setting như thế nào thì hãy tìm xem lại video hướng dẫn của chúng mình trên kênh nhé. Bonus thêm cho các bạn là các sản phẩm drone của DJI cũng có tính năng quick shot. Đây là tính năng thông minh để máy sẽ tự bay và quay. Rất phù hợp với những bạn nào đi du lịch một mình hoặc chúng ta muốn rảnh tay để làm việc khác như là lái xe chẳng hạn. Nhưng mà chỉ nên sử dụng quick shot ở một nơi cực kỳ thoáng mà không có vật cản thôi nhé. Nếu không thì thiết bị của chúng ta rất là dễ bị đâm và gặp sự cố. Trong phần menu ở đây có khá là nhiều cú máy đã được tích hợp sẵn. Mình sẽ chọn Drone, sau đó là Track chủ thể và cuối cùng chọn khoảng cách mong muốn. Như vậy đã xong và bấm Start để bắt đầu quay. Ok, vừa rồi là chia sẻ của mình về một vài cái cú máy flycam. Nếu bạn thích xem thêm nội dung về flycam thì hãy bấm like và subscribe cho chúng mình. Còn nếu bạn có góp ý hay là câu hỏi gì thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.